Hello, xin chào tất cả các mẹ biển. Ngày hôm nay thì Trâm muốn làm một cái clip này để chia sẻ lại cái quá trình lấy lại dáng sau một tháng của mình. Và sau một tháng vừa rồi thì Trâm đã trải nghiệm và Trâm đã và thử sử dụng cái bộ ủ nóng Slimming Body 2 thì mình đã cho một cái kết quả như của hiện tại. Đây, mới một tháng thôi nha cả nhà. Mọi người cũng biết là Trâm sinh mổ cho nên là mình cũng phải chờ cho cái vết mổ nó lành nè thì mình mới có thể sử dụng được và mình có thể tác động vào cái bụng của mình được. Thì cái tháng đầu tiên á là mình phải chăm em bé nè, rồi mình phải làm sao để đủ sữa cho con nè. Cho nên là không có thể nào mà chăm sóc bản thân của mình được. Thì khi mà Trâm nhìn vô gương, Trâm thấy cái bụng của mình á, trời đất ơi, nó giống như là bầu 5 tháng vậy. Cho nên là Trâm quyết định qua tháng thứ 2, khi mà vết mổ đã lành rồi, thì Trâm sẽ sử dụng cái bộ ủ nóng Slimming Body SB2 này. Và khi mà sử dụng thì đây là kết quả. Mọi người cũng thấy nè, sau một tháng của Trâm. Và một hồi nữa Trâm sẽ show ra cho mọi người thấy hình ảnh trước khi sử dụng và sau khi sử dụng cho mọi người xem nha. Và đây là hình ảnh của Trâm sau khi sinh này cả nhà. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều chị giống như Trâm. Sau khi sinh thì cái bụng của mình nó chưa có về liền được đâu. Nó rất là to. Nó to mà nó còn khó giảm nữa đó cả nhà. Nhưng mà không sao, vì mình đã có bộ ủ nóng Slimming Body rồi, cho nên Trâm sẽ cố gắng một ngày ủ 2 đến 3 lần trong cái thời gian mà mình rảnh. Mà chia sẻ thật nha, nếu như chị nào theo dõi Trâm thì cũng biết là Trâm ăn khá nhiều, chứ không phải là Trâm kiêng ăn đâu. Nhưng mà cuối cùng khi mà sử dụng cái bộ ủ nóng thì đây là kết quả của Trâm. Và Trâm cũng muốn chia sẻ với lại tất cả các mẹ bỉm hoặc là những chị nào mà bụng bự á, thì chúng ta hãy cố gắng sử dụng cái bộ ủ nóng Slimming Body này đi. Trâm đảm bảo với mọi người luôn sẽ đạt được một hiệu quả rất là cao. Trâm mua một bộ như thế này á, là gồm có đai ủ nóng nè, bao ni lông nè, thước đo nè và cả chai tinh dầu nữa. Đầu tiên là mình cho tinh dầu lên bụng của mình, sau đó massage nhẹ nhàng để tinh dầu thẩm thấu vào trong da. Tiếp theo là mình cho miếng ni lông lên và tiếp theo nữa là chúng ta đeo đai ủ nóng lên nha. Cái đai ủ nóng này mình có thể nới ra hoặc là thu vào đều rất là dễ dàng. Trâm còn mua kèm thêm một bộ ủ collagen nữa, cho nên là sẽ có cái đai này và mình sẽ lấy cái đai này để mình quấn cho nó chặt hơn nha. Và đây là cái remote điều khiển này cả nhà. Remote này sẽ có hai nút chính, một là mức nhiệt, hai là hẹn giờ. Thường thì Trâm sẽ chịu ở mức là 5 và 6, tùy sức chịu đựng của mỗi người. Nhưng mà trong khuyến cáo nha, mấy chị đừng có cố dùng nhiệt quá nóng. Về thời gian thì mình có thể chọn 30, 45 hoặc là 60 phút đều được. Ừ, em muốn nói chuyện với mẹ hả? Hả, bây giờ mẹ vừa quấn đai ủ nóng, bây giờ nói chuyện với con nha. Ừ, con sao? Ừ. Thôi, chơi với em bé, trong thời gian chơi với em bé thì mình có thể quấn đai ủ nóng được nha cả nhà. Đây, nãy giờ trôi qua đã được 30 phút rồi. Còn trong mọi người có kết quả nha. Cái đoạn này là em đảm bảo chị nào cũng đang ngóng không biết là kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ em sẽ lột ra từ từ cho mấy chị xem. Tính lên. Quá đã luôn mấy chị ơi, mồ hôi mồ kê chảy quá trời quá đất luôn. Và cái bụng em nó đỏ lên như vậy không phải bị phỏng đâu nha. Khi mình ủ nóng thì nó sẽ hơi đỏ như vậy mà không sao hết trơn á. Đã chưa, đã chưa? Rất là nhiều chị hỏi Trâm làm sao để lấy lại dáng, thì hôm nay Trâm đã chia sẻ tất tần tật rồi. Và hy vọng là tất cả các chị sẽ cùng nhau cố gắng và cùng nhau lấy lại vóc dáng của mình nha.